Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cập nhật tình hình đến 18 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2021 như sau. Số ca bệnh phát sinh mới trong ngày 23 tháng 7 2 ca, tính từ ngày 18 tháng 7 năm 2021 đến nay 21 ca, tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay 59 ca, tính từ đầu mùa dịch đến nay 177 ca, Hai ca bệnh công bố trong ngày là bệnh nhân 76489 HMD tên viết tắt ghi nhận tại huyện Quế Sơn là F1 của bệnh nhân 72598 và bệnh nhân 72599 đã được cách ly tập trung từ ngày 21 tháng 7 năm 2021. Bệnh nhân 78465 TGH tên viết tắt ghi nhận tại thị xã Điện Bàn có yếu tố dịch tễ liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương. Tại Việt Nam, Bộ Y tế sáng ngày 24 tháng 7 cho biết có thêm 3.991 ca mắc mới phát hiện tại 18 tỉnh, thành phố, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 phát hiện ở nước ta lên 86.957 ca, trong đó 4 ca nhập cảnh và 3.987 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 2.070 ca, Long An 604, Bình Dương 523, Tiền Giang 220, Tây Ninh 132, Đồng Nai 122, Khánh Hòa 104, Bến Tre 52, Đà Nẵng 36, Đồng Tháp 29, Vĩnh Long 25, Vĩnh Phúc 18, Kiên Giang 14, Phú Yên 12, Bà Rịa Vũng Tàu 8, Hậu Giang 6, Hà Nội 5, Hưng Yên 4, Đắk Lắk 3, trong đó có 2.073 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 24 tháng 7, Việt Nam có tổng 86.957 ca mắc, trong đó có 2.145 ca nhập cảnh và 84.812 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 83.242 ca, trong đó có 12.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang thái nguyên điện biên hải dương quảng ninh và bắc cạn